Xin chào các bác nhé, chào các bạn nhé. Trước hết là cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi nhé. Trong cái video hôm nay thì xin nói về cái cách chữa cái các ngón tay khó co duỗi nhé. Cái các ngón tay mà của các bác ấy bình thường ấy, thì các bác nắm ra nắm vào này nó rất là dễ dàng đúng không? Hoặc là nếu mà nó đau nhẹ thì các bác thể xoa bóp nha, nó sẽ đỡ. Nếu mà các bác bị nhẹ thì các bác có thể lấy cái củ gừng đập dập xong ngâm với rượu rồi các bác xoa bóp hàng ngày nhé, nó sẽ rất là đỡ, rất là nhiều nha. Có thể là xoa bóp trước khi đi ngủ nha. Rồi lúc nào mỏi thì bác xoa. Còn nếu mà các bác nhẹ mà chữa không khỏi thì có một cách mách các bác nó đơn giản còn nhẹ, đó là các bác dùng cái thuốc xương khớp của Malaysia. Thuốc xương khớp thì nó có hai loại, loại màu đỏ trên tay tôi đang cầm đây và cái loại màu xanh này nữa nhé. Trong cái loại màu xanh thì nó phân ra làm hai loại, nó là loại màu xanh kem tròn và loại màu xanh kem vuông. Cái loại màu xanh ấy thì nó khác cái màu đỏ một chút, là ngoài hỗ trợ về xương khớp này thì màu xanh này nó còn hỗ trợ về đại tràng này. Đấy, tức là đường ruột, giúp đại tràng dạ dày giúp là ăn ngon hơn nha và hấp thu thức ăn tốt hơn. Hai nữa là hỗ trợ về cái não bộ này, tiền đình này. Đấy, rồi kể cả tai biến nha. Ba nữa là nó hỗ trợ về cái bệnh thận nha. Đấy, thì mọi chứng nhiều cái chứng rối loạn này, hoặc là chứng tai biến thì người ta có thể sử dụng thêm hộp xanh. Còn hộp đỏ thì nó rất là mạnh về xương khớp nha. Các bác mà bị ngón tay hoặc là các ngón tay này nó khó co duỗi hoặc bị một ngón nào đó nó tê nhé, tê hoặc mọi vấn đề về xương khớp hút thì các bác nên dùng cái màu đỏ này. Còn nếu các bác bị bệnh khác thì các bác có thể dùng thêm màu xanh, đặc biệt có thể dùng kết hợp cả đỏ cả xanh nhé. Trong cái hộp đỏ ấy, thì nó có hai mi ống nhé. Đấy, trong hộp đỏ nó có hai mi ống và mỗi một ống ấy, nhé thì nó lại có hai viên. Đấy là đặc điểm trong cái hộp màu đỏ này các bác nhé. Đây đây các bác này, trong hộp màu đỏ là nó có hai mi ống như thế này và mỗi ống nó có hai viên, một viên màu vàng và một viên màu đen nhé. Còn là màu xanh ấy thì nó khác hơn nhé. Màu xanh thì trong một ống ấy thì nó có tới 4 viên cơ chứ không phải là hai viên đâu nhé. Màu xanh thì nó khác một chút. Đây, màu xanh thì nó có tới 4 viên nhỏ trong một ống này. Khi sử dụng thì các bác sử dụng luôn cả một ống nhé. Cách dùng thì đối với cái bệnh mà đau nhẹ thì ngày các bác dùng 1 đến 2 ống, đau nặng hơn thì dùng 2 đến 3 ống, mà đau nặng nữa thì dùng 3 đến 4 ống và có thể dùng kết hợp cả màu đỏ và màu xanh. Thì trong cái video hôm nay thì xin chia sẻ với các bác và các bạn cái cách chữa cái ngón tay nó khó co duỗi, khó cử động nhé, mà dùng nhiều cách rồi không khỏi, kể cả nó nắm vào mà nó đau á nhé, ngón tay nó đau thì các bác cũng dùng cái thuốc này chữa cũng rất là tốt. Thì video xin chia sẻ với các bác và với các bạn như vậy. Ngoài ra thì trên kênh Hoa Hòe còn rất nhiều các bài thuốc miễn phí khác, hoặc là trong cái Facebook của Thảo Mộc HT cũng có rất nhiều cái bài thuốc miễn phí thì các bác có thể xem nhé. Rồi ngoài ra thì các bác có thể liên hệ qua Zalo số là 0932 340 345 để chúng tôi sẽ tư vấn cho các bác. Ngoài những các bệnh về xương khớp rồi các bệnh khác, các bác có thể liên hệ chúng tôi sẽ tư vấn cho các bác nhé. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi. Xin chào, hẹn gặp lại các bác và các bạn trong những cái video tiếp theo nhé.